Và đây là buổi picnic của toàn giáo xứ do hiệp sĩ đoàn bảo trợ tổ chức. Hiệp sĩ đoàn của giáo xứ được thành lập ngày 21 tháng 5 năm 2006. Hoạt động hướng về 4 tiêu chuẩn căn bản là bác ái, hiệp nhất, huynh đệ và ái quốc. Số hội viên hiện gồm 30 hiệp sĩ. Các vị đoàn trưởng kế tiếp là Đại hiệp sĩ Nguyễn Duy Thái Bạch, Đại hiệp sĩ Khổng Hoàng Linh và hiện tại là Đại hiệp sĩ Trịnh Gia Hưng.